Tình được mùa mất giá đối với nhiều mặt hàng nông sản là hậu quả tất yếu của nền sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu kế hoạch, thiếu liên kết giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ. Tìm ra công nghệ chế biến nông sản, đó là cách duy nhất để giải quyết bài toán ế thừa nông sản. Công nghệ sấy nông sản Made in Việt Nam không chỉ tìm được chỗ đứng trên thị trường trong nước mà được lựa chọn giới thiệu tới bạn bè thế giới. Thanh long, xoài, dứa hay các loại dược liệu nông sản đã có thể trở thành sản phẩm khô giữ nguyên mùi vị hoa quả tươi, độ ngọt tự nhiên nhờ công nghệ sấy lạnh tăng tốc Sasaki. Công nghệ này theo nguyên lý lưu hồi dòng khí ấm và khô, tách nước ra khỏi sản phẩm sấy khiến hoa quả giữ được độ ẩm ở mức tối đa. Thì thường các công nghệ sấy nhiệt bình thường thì sấy bằng nhiệt độ cao thì thường là khoảng trên dưới 100 độ thì thường là nó sẽ gây ra là cái sốc nhiệt và là dễ gây là mất những cái chất trong có trong các loại nông sản, ví dụ như là vitamin này, chất xơ, chất khoáng. Thì còn cái quy trình sấy nhiệt độ thấp này thì nó là một cái quy trình hút chất ẩm, rút chất ẩm ra, độ ẩm ra khỏi khỏi nông sản. Và nhưng mà nó vẫn giữ lại được những hầu như những cái hương vị và cái chất khoáng cũng như vitamin trong những cái nông sản này. Máy sấy Sasaki là một trong những sản phẩm được lựa chọn giới thiệu tại chương trình Ngày tìm hiểu về Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm. Sự kiện có sự tham gia của gần 80 cán bộ ngoại giao thuộc các đại sứ quán các nước và các cơ quan đại diện tổ chức doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Các sản phẩm này hoàn toàn có thể vào thị trường Nhật Bản. Công nghệ chế biến tốt không chỉ tạo đầu ra cho bà con nông dân mà còn giúp công nghệ này vươn ra thị trường quốc tế. Hàng nông sản Việt Nam nay đã có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ sản phẩm đã qua chế biến mà còn cả công nghệ chế biến.